Thưa quý vị, vài năm trước đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong giới trẻ rộ lên trào lưu hoài cổ với những tấm bảng hiệu vẽ tay phong cách Sài Gòn xưa. Hiện nay, phong cách này đã trở thành một xu hướng khi có nhiều cửa hàng lớn nhỏ đến những quán cà phê sử dụng những tấm bảng hiệu như thế. Các loại bảng hiệu theo phong cách xưa thường được vẽ trên bảng gỗ, bảng sắt hoặc vẽ trực tiếp lên tường. Khác với những bảng hiệu được in máy và có phông chữ đều thẳng tắp, những kiểu chữ trong các bảng hiệu vẽ tay truyền thống lại mang nhiều dấu ấn cá nhân hơn, có nét thanh, nét đậm, đặc biệt là các dấu câu có phần dài hơn và phóng khoáng hơn. Kiểu Sài Gòn xưa này thì khách hàng rất yêu thích và tìm đến rất nhiều. Khách hàng họ mong muốn là thể được đúng cái tinh thần của sự hoài cổ và bản chất của từng cửa hàng một. Không chỉ đơn thuần là một tấm bảng quảng cáo, giữa mỗi lớp sơn màu còn là gu thẩm mỹ và cả câu chuyện mà chủ cửa hàng muốn gửi gắm. Có thể thấy phong cách này sẽ còn tiếp tục phát triển và phổ biến hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh những họa sĩ lớn tuổi thì cũng ngày càng có nhiều họa sĩ trẻ 8X, 9X theo đuổi phong cách này.